nước ta, trong đó có những cái tiện ích, mình vừa có biển nè, vừa có những cái tiện lợi nè, rồi lại sân gốc tại nằm ở khu của mình luôn. Mà ở Việt Nam mình thì từ đây ra Phan Thiết thì rất là gần, mình đi chơi góp hay cuối tuần này kia thì rất là tiện. Giá thì cũng rất là hợp lý, mình chỉ cần dưới 10 tỷ thôi. Bạn bè thì chơi golf nhiều lắm, cho nên là chị cũng tìm thêm những bạn cùng nick với mình tham gia. Kế hoạch của chị là 5 năm tới là chị sẽ sống ở trong môi trường góp và chị đầu tư về bất động sản cho thuê ở sân góp. Chị đầu tư thì đưa các bạn bè cùng sở thích, cùng đầu tư. Và chị muốn cho nhiều người biết tới những cái môn thể thao mà nó khiến cho mình vừa khỏe về thân mà khỏe luôn cả về tâm nữa.